Đầu tiên chúng ta quan tâm đến cái chỉ số máu ấy, nó là gần 700 ca. Mặc dù là Long Văn vẫn cấp 1, cấp 0 đúng không? Các bạn thấy sợ không? Mộ Dung Sàn bây giờ ấy, máu của nó khoảng tầm 600 đến 610. Nhưng mà ông thần này là lên 690. Chứng tỏ là cái danh vọng hoặc danh hiệu khá cao. Bá Vương Lệnh thì là hiện tại chưa có cái thạch để tẩy, cho nên là được một dòng máu và một như thế là khá ngon rồi. Cái Chu Tước Bảo Châu thì nó đang cấp 25, 25. Đó. Cái này thì vấn đề chúng ta chỉ cần điểm tặng và chúng ta nâng thôi, cái này không có gì cả. Đó, nhưng mà lên Bá Vương Lệnh là ngon rồi. Tiếp theo ấy là Long Văn thì không gì để nói. Hàm khí này các bạn. 236. Ôi. 236 206. Rất là tiếc vì nó còn dư 27 điểm. À hai chúng ta chỗ này là dư 25 điểm. Nhưng mà không sao các bạn. Chúng ta thấy hai con 66 này rất đẹp. 236 206 quá đẹp rồi gì nữa các bạn. Và cái này cái skill mà mình rất ưng ý và đặc biệt là phái Mộ Dung ấy, đó là skill tê liệt, cực kỳ ưng ý cái skill này. Tản công hay là mù ấy thì đối với Mộ Dung nó cũng hiệu quả, nhưng mà hiệu quả lớn nhất vẫn là tê liệt. Ở đây chúng ta có một cái liên là băng huyền độc né. Cái liên này nó khó, nhưng tuy nhiên là cái điểm 177, 178 là mắc mà. Cái này 177 đấy các bạn, thiếu đúng điểm. Một cái áo này né, nội lũ né, cái này ngon đấy. Nói về nếu như mà nhiều ông muốn cầu toàn ấy thì nhiều người ta thường chọn nó là nội thủ né tránh, nội lực, thể lực, thân pháp, tất cả tính đúng không? Nhưng mà cái này nó có kháng độc này, nó cũng có cái độ hiệu quả của nó nhưng mà không nhá. Đây là một cái thiên ẩn Bắc Hoàng Huyền giảm tốc đó. Ok, đã có thuộc có điều văn huyền rồi nhá. Đó. Có một cái điểm này mà mình chia sẻ thêm với các bạn như này này. Đó là rất hiếm khi mình thấy một cái thiên ẩn nào mà khi nó có ba thuộc tính như thế này này, mà nó có cả thân pháp và tất cả tính. Hiếm lắm. Các bạn cứ để ý mà xem. Kể cả các cao thủ ở server bên chiến thần hoặc bên này ấy, hiếm mà gần như là chưa bao giờ ấy. Nếu các bạn muốn có nó có thân pháp và có tất cả tính, thường thường nó chỉ một thuộc tính. Thường nó là như thế. Hai thuộc tính thì hẳn hữu cũng có trường hợp có. Nhưng mà thường là ít lắm các bạn. Theo như cái hiểu biết của mình. Thế cho nên ấy, dòng như thế này là khá ổn rồi. Ở đây là một cái tất cả bộ này đang tương đối là chuẩn dòng. Trong tương lai thì có thể mắc, nhưng đây server mới mà các bạn. Chúng ta chọn như thế này là ổn rồi. Cái này này 60%, 40% này, à 45%, không nhiều người làm được như này đâu nhé. Nó còn phải độ may mắn. Đôi khi công chi ra 1M để giám định chưa chắc được đâu. Khó lắm. Và tất cả những cái dòng này đó, cái này 60% này ok. Cái này là 171, cái này là 169. Hai dòng y xì nhau này. Đều là series nội thể tác hợp tính. Nội thể tác hợp tính. Và nếu như mà bạn chọn cái phân khúc chơi ở mức đại gia ấy, thì lựa chọn này là hết sức ok nhá. Thế mà em thấy thằng có thiên ẩn thuần nội, em nghe chưa kỹ cái vấn đề anh nói rồi, phổ độ chúng sinh ấy. Anh đang nói là cái vấn đề cái thiên ẩn ấy, thằng có ba thuộc tính, nhưng rất hiếm có thằng nào có cả thân pháp và tất cả thuộc tính. Nghe kỹ nhá. Thân pháp và tất cả tính. Cái việc thuần nội nó đơn giản thôi. Đồng ý là thuần nội. Tức là nội công chính xác, không có nội lực đâu. Nội công chính xác có, cái này có. Đôi khi nó thêm giảm kháng thì vân vân nữa. Nhưng các bạn cứ để ý mà xem. Những cái nào ba thuộc tính ấy, ở cái thiên ẩn này này. Bốn thuộc tính nữa. Nó rất hiếm khi nó có. Theo như mình thì thấy chưa bao giờ có. Tức là ba thuộc tính, có cả thể, cả thân và cả tất cả tính. Hiếm lắm. Rồi, còn những cái này, đây là võ hồn toàn mỹ này các bạn này. Cái võ hồn trên trông ghê vẻ luôn đấy. Nếu như mà các bạn tinh ý ra ấy,
thì cái việc mà chúng ta điểm to ấy thì nó là một phần đấy, nhưng mà cái điểm nó đều nữa, vừa đều mà vừa to ấy, thì nó lại một là một đẳng cấp khác các bạn. Anh em để ý một chút vào cái này là 4.19 đấy, 4.15, nó đều cả trên và dưới. Có nhiều thằng ấy, ví dụ như là có cái là 420 chẳng hạn, nhưng mà cái sau ấy nó có chỉ 400 thôi, tức là nó vênh nhau, nó giống kiểu là một cái cọc chèo so le ấy. Cái chơi đôi khi nó cái việc hiệu quả nó một phần nhưng nó đẹp nữa. Cái dưới thì nó là 408, 404, 408, nó cũng na ná nhau đấy. Còn cái việc là nội lực kia ấy, thì đôi khi chúng ta cũng không cần phải đề cao lắm, vì cái chúng ta cần chính là thể và thân thôi. Còn cái trí thì đôi khi nhiều khi cũng nó không cần thiết, tại vì bạn này bạn ấy chơi phân khúc đại gia cho nên sau này danh hiệu bạn sẽ bù cho các bạn ấy rất là nhiều rồi, cái vấn đề nhỏ lắm. Ở đây là có thú nè, rồi đây là một con tử thần. Con này mình nhớ cách đây event 4 hôm rồi. À đâu, không, sorry, cách đây event là 4 tầm tầm 4 năm event rồi. Là nó xuất hiện con tử thần này. Và có lẽ đây là con tử thần tư chất cao nhất server. Đấy. Chưa thấy con tử thần nào, hình như có một con màu trắng nhưng mà tư chất nó hình như là 3K9 rồi. Và server này này, mình nhớ mang máng gì, anh em nào biết thì comment giúp mình nhé, xem nó có con nào to hơn không. À, ở đây thì đã có đủ bộ là thần khí này, huyền bỏ huyền và giảm kháng, thì tức là vì sao lại thế, bạn ấy chuẩn bị phương án 2. Thằng nào mà kháng ấy thì ở chỗ này là giảm kháng huyền là có 396, thì ngay lập tức bạn ấy biến đổi một phát thôi, nó đã thành là 658 rồi, là 685 rồi, rất nhanh thôi đấy. Ở đây thì chúng ta nếu như không dùng trùng ấy, chúng ta muốn chơi đấu đam ấy, thì chúng ta thể mặc bộ này vào cũng y xì như bốn cái như nhau này. Cái ác này là ngang cơ bảo ngọc nha các bạn. Bảo ngọc là từ vòng gửi xe, nhưng mà can là Minh Khang thì như gần vào chung kết ra, mình không nhầm như vậy. Đấy, đây là bốn món này các bạn. Đó. Rồi. Ở đây chúng ta có một cái đả nộ, tức là combo đủ nha, giảm tốc có, giảm kháng có đủ điêu văn. Nếu như bạn chơi chọc sọc xa ấy, sọc xa ấy, thì chúng ta có thể chơi thêm cái trượng, đã có sẵn trượng huyền đấy. Đây là một cái đề khuyết và nó cũng khá ngon, băng huyền dòng rất chuẩn, băng huyền bỏ qua băng. Nhưng cái này thì chúng ta thường là để dùng cho phó bản, nếu đi phó bản thì mà cái này ốp viên ngọc vào cũng được, ngon đó, cũng ngon. Rồi mình sẽ về kho khám phá nốt cái nhân vật này nhá. Em có con tử thần F8 4080 này, server này luôn này, mua mất một m điểm tặng. À thế à, cái cũng ngang cơ nhau đấy nhỉ, có thể là anh chưa biết. À, rồi chúng ta sẽ khám phá đến cái kho này. Mình bật cái đoạn tí nữa thì mình sẽ đọc các những cái yêu cầu của bạn đi nhé. Tức là sẽ có những gạch đầu dòng. Rồi. Cái này là một cái ám khí và 216, 208, ok. Đó, đây là một cái ba thuộc tính. Đó. Ở đây có rất là nhiều băng công nữa các bạn, có thể chuyển sang mộ dung băng trong vòng phút mốt. Và đây là cái gọi là mình, nếu như mà các bạn chơi lâu, đây gọi là cái phương án 2 hay là gọi là vũ khí bí mật đi. Chúng ta hoàn toàn có thể chuyển sang băng chỉ trong phút mốt. Đây này, đủ ngọc võ hồn có rồi. Đây này, đầu ngọc nha các bạn. Tại vì sao tại như vậy? Tại vì cái đồ này là đồ bốn thuộc tính, nó có băng mà. Nên chúng ta chỉ cần gỡ ra, gỡ hai bên cuối kia ra kìa. Chúng ta đập băng vào và thay giảm kháng nữa thôi, thế là xong. Đúng không ạ? Võ hồn băng thì chúng ta mặc vào, chỉ trong phút mốt thôi là biến thành mộ dung băng ngay. Cái này điều này nó rất tốt trong việc các bạn đánh giải nhé, đối phương sẽ không biết nhầm một lần đâu, đúng không? Đấy. Thế nhưng mà theo như mình thấy là có thể
bạn chọn thêm một cái set 4 thuộc tính nội thể thân như thế này cũng khá là ok. Tại vì chúng ta nên ốp sẵn ngọc để sẵn tay nải, nó sẽ làm cái phương án 2 của chúng ta nó linh động hơn là việc tháo ra và ốp vào. Đấy, tháo ra ốp vào nó mất thời gian. Các bạn để ý thêm một chút nữa là cái những cái thần khí của bạn như thế này này. Đấy, cái này nó là băng, bỏ qua băng này. Đấy. Cái này nó là huyền, còn cái này thì nó có băng, hỏa, huyền, nó có cả băng cả huyền, các bạn đổi vô tư, không vấn đề gì. Nha, ok. Ở đây chúng ta xem còn những cái gì chúng ta sẽ khám phá nốt. Là một cái liên, huyền, băng huyền. Rồi. Ok. Đấy. Cái kỵ thì sao? Kỵ là lạc đà. Dòng 4K đây à, ok. Phút mốt là có 61 giây thôi anh. Rồi. Tu luyện này chúng ta nhìn ra trên kia rồi, bí tích này. Ở đây đang là cấp 64, quyển này là quyển sát thương. Thì bây giờ mình sẽ đọc đến những cái yêu cầu mà bạn ấy muốn nhé. Thì đây là chơi, bạn ấy chơi phân khúc đại gia và con ác này nó thật sự là quá ngon rồi. Thì mình nói về đồ, còn những cái đồ thủ này thì chúng ta có thể cải tiến trong tương lai. Cái vấn đề nó rất dễ thôi. Đơn giản là điểm tặng thì có sẵn đây rồi các bạn. Thích thì là mua thôi, đơn giản là có thằng nào bán không, đúng không ạ? Và mình cũng chia sẻ luôn là bạn chủ ác, bạn ấy muốn nhắn gửi đến tất cả những anh em chế đồ trong server, là ai có đồ boss như cái món sau đây này: giày là 1, yêu đái là 2, bao tay là 3, kiên là 4, uyển là 5, áo mão là 5, áo là 6. Ông nào có đồ boss thì cứ liên hệ bằng cái cách đó là xẹt này, cái chéo này, KN này, đấy, KN này, Minh này, Khang này. Đây. Cách chào cái. Đấy. Mình viết cho mình nên nó không được thì các bạn cứ gõ cái cú pháp đấy vào PM đồ cho bạn ấy. Chỉ yêu cầu là đồ mắc boss, dòng mắc chuẩn boss cứ PM nhá, lúc nào cũng sẵn sàng. Tiếp đến ấy, chúng ta sẽ khám phá thêm những cái gạch đầu dòng mà bạn ấy muốn thắc mắc, bạn ấy hỏi mình như thế này. À, đây mình sẽ đọc nguyên văn, bạn ấy ghi rất là nhiều nhưng mà mình sẽ tóm lược lại thôi. Đây, 2 tháng nay em tự mày mò mua cả đống đồ từ Ngọc Bill mà không vừa ý, tháo ra ép vô tốn hòa nhé. Tối nay anh xào điểm tặng anh cứ dùng thoải mái đấy các bạn. Thiếu cái gì cứ mua đấy. Cái gì tiếp này: MPK đối kháng 1-1 lôi đài, em có cặp trùng giới ngọc nhẫn phù hạng liên với thần khí 1 thuộc tính hay 4 thuộc tính đều có đầy đủ. Em muốn build cách tối ưu nhất để mặc chung với đồ thường và cặp trùng. Đấy. Chỉ em biết cách cân bằng mấy chỉ số thân pháp với đam. Em tự xào tới xào lui hoài mà không được. Em cứ tháo ra tới lui vào mấy cái điêu văn làm ngọc phí quá. Tức là bạn ấy chơi ở phân khúc đại gia. Cái gì bạn ấy cũng thể mua được hết. Không thiếu thứ gì. Thế nhưng mà bạn đang gặp vấn đề đó là quá nhiều đồ, thành ra bạn ấy bị gần như là không biết cái set nào hay là đi ngọc như thế nào cho set nào hay set cái set kia ấy. Ví dụ như gặp thằng A đi đi đánh lôi đài chẳng hạn thì là tối ưu như thế nào, đánh mát thì tối ưu như thế nào, ví dụ đánh tống kim thì set nào, hay là đánh tử vong cốc thì set nào đó. Tạm thời bấy nhiêu đó, trong quá trình sáo ác em có vấn đề gì em nhờ nói giúp thêm, ok. Bạn ấy còn nói thêm một là điểm tặng anh cứ mua thoải mái, không có gì cả. Đấy. Ok, xong. Đấy thì bây giờ như thế này, chúng ta lại quay lại cái con ác này. Bạn ấy chơi ở cái phân khúc đại gia, thì cho nên chúng ta sẽ đi một cái gọi là đi đồ một cách dài hơi hơn để nó đỡ tốn kém, thay vì trung gia thì nó sẽ ở mức đồ nhất định, tiểu gia thì nó sẽ mức đồ nhất định. Bây giờ ấy, chúng ta tạm thời chưa quan tâm đến đồ bộ. Chúng ta hãy nhìn vào cái chỉ số này này. Đó. Thì cái chỉ số này hiện tại bây giờ là nội thủ. Chúng ta tạm thời chưa quan tâm nội công bộ nhé. Cái nội thủ bây giờ đang 38k. Thì như mình nói đấy, cái mức sàn bây giờ chúng ta thường là cố gắng đẩy lên là 40k. Thì làm nào? Cái chỗ này nó còn thiếu bao nhiêu ạ? Còn thiếu là 1k rưỡi đúng không?
chúng ta soi này. Đấy, xem nào. Thì đơn giản thôi, chính là ở đây. Thì có thể bạn ấy chưa săn được cái ưu đãi, nhưng mà bây giờ chỉ cần có người bán hoặc là chế ra một cái thôi, thì chỗ này nó biến thành nội thủ né, nó sẽ lấp vào đây tròn 40k và chúng ta giải quyết xong cái vấn đề này. Còn tương lai nó sẽ lên nữa khi mà bạn lên danh hiệu này, là vấn đề nó sẽ được giải quyết. Tiếp theo một cái vấn đề nữa mà cái ác này nó đang gặp phải là cái chính xác nó có 60k. Thì một cái chia sẻ như thế này và ở rất nhiều video về phái mộ dung ấy, mình cũng chia sẻ với các bạn rồi, là cái mộ dung, phái mộ dung ấy, thì trường tủ của nó thường là các bạn nghĩ ngay đến là tham doanh và thiên thức rồi vân vân. Thì cái tham doanh mình đã test cho các bạn ở các trường hợp rồi, và cái tham doanh này đôi khi chúng ta sẽ bắt buộc phải chơi một cách tâm linh một chút. Tâm linh như nào? Tức là lúc nó trúng ấy, thì chính xác của bạn thấp thấp thôi hoặc là vừa ở mức trung bình thôi nó vẫn trúng, mà nó xịt ấy, thì kể cả giống thằng Huy Béo ấy, nó đẩy chính xác lên 80k vẫn cứ xịt. Còn có những cái mà chúng ta tin là dùng ở cái lúc đó thì nó trúng nhiều hơn ấy, thì mình đã chia sẻ rồi, cái này thì ai hữu duyên sẽ nghe được ở thời điểm nào chúng ta tham doanh cái cơ hội trúng sẽ nhiều hơn, thì đã chia sẻ rồi, bây giờ không chia sẻ lại nữa, ai có duyên thì nghe được thôi. Thế nhưng mà mình chia sẻ bạn như này, cái con ác này chúng ta phải làm nào bù vào đây 5k chính xác nữa, bắt buộc thời điểm này chúng ta phải bù vào ít nhất 5k nữa, còn nếu không chúng ta phải bù vào đây 10k. Đấy, thế thì làm thế nào bây giờ? Thì có những cái cách sau đây này. Khi chúng ta nhìn vào đây, chúng ta mới nhìn vào đồ, chứ chúng ta đừng nhìn vào đồ xong rồi chúng ta mới nhìn vào đây. Thường thường là chúng ta bị ngược như thế. Nhưng bây giờ xem này. Đấy, thằng Huy Béo nó đẩy lên 85k chính xác thì vẫn chỉ tham gia ấy. Không có chuyện là ca mà nó trúng đâu. Tất cả những cái món này của bạn này, bây giờ đang nói tạm thời chưa nói về trùng của nhá. Tất cả những cái món này này, thì hiện tại cái thời điểm này nó đều là nội thể và tất cả thuộc tính. Đấy, và slot của nó cũng đã full chính xác rồi. Ở đây cũng đã full chính xác, ở đây cũng full. Thế thì chúng ta chỉ cần ốp chính xác. Đây bây giờ đừng nghĩ chính xác này, chúng ta chỉ cần ốp ở đây. Ở đây. Ở đây. Đấy, đây thì có rồi đúng không? Đây. Thì ở đây nữa. Cái việc bạn chọn đi 4 thuộc tính ấy, nó sẽ làm giảm cái slot chính xác của bạn xuống, bởi vì bạn phải ốp giảm kháng cho thuộc tính phụ, đúng chưa ạ? Ở đây chúng ta có một viên giảm kháng băng, chúng ta soi cho nào, có vẻ là hai viên đấy, một viên đây hai viên này, đấy. Đây xem nào, độc này, băng này, băng này, đó. Ở dưới này đây là một viên băng nữa này, hỏa này, đây là 270, đây là 180, đây là 306 và đây là 90. Vậy thì bây giờ sẽ có hai cái phương án cho bạn. Cái phương án thứ nhất ấy, mà mình đưa ra thôi nhé, còn bạn ý sẽ làm như thế nào thì là tùy bạn ý. Chúng ta sẽ bỏ bớt một cái thuộc tính đi, tức là chúng ta sẽ bỏ bớt cái độc đi. Cái xét này có thể là bạn cũng giữ nguyên cũng được, tạm thời gỡ ra. Và mình thấy trong này bạn ấy có đang có một cái xét này này. Khi bỏ đi như thế, đây nhá, mình lôi cái xét này ra tại vì không bật chung được vào đây. Mình sẽ post lên đây nữa này, ở kênh tổ đội để nó lưu các bạn. Đây, bạn bỏ bớt một thuộc tính đi thì đồng nghĩa với việc cái thứ nhất ấy, là bạn sẽ dư ra một slot, tại vì bạn không phải ốp giảm kháng độc nữa, chúng ta sẽ dư ra slot ở đây và ngay lập tức chúng ta đập viên chính xác vào, chúng ta sẽ có bao nhiêu ạ? Ở đây là 2k8, cứ cho 3k đi, thì chỗ này lên là cứ cho là 63k đi. Đấy, tiếp theo nữa này, không chỉ như vậy đâu, đấy là một slot giảm kháng độc thôi nhé, không chỉ như vậy,
mà bạn sẽ có 53 điểm thân ở đây, 53 điểm thân ở đây, 53 điểm thân ở đây và 53 điểm thân ở đây. Chúng ta sẽ có ngay lập tức là 243 12, 212 điểm thân pháp. Thì nó cũng na ná như thế này này, gần đây này thì mình thử tháo ra nhé, sẽ là bao nhiêu đấy. Chỗ này đúng không? Đấy, thì chỗ này nó là 206 này, mình tháo na ná này. Đấy, các bạn thấy không? Chỗ này là 206 điểm thân pháp nhé. Đấy, chúng ta mặc vào này, 57 này, 60. Vị trí chúng ta sẽ có bao nhiêu ạ? 3 cộng 3 bằng 6, tức là chỗ này nó sẽ phọt lên là 66K, 65K. Mà chỉ thay đổi đúng một tí xíu thôi, ngay lập tức đã chúng ta đã có 65K chính xác, hơn gần 66K rồi. Đấy, xong luôn. Mà cái những cái kia của bạn hoàn toàn không thì thay đổi cả, Ngọc vẫn giữ nguyên, thay đổi đúng sai thôi. Chúng ta sẽ cải thiện được vấn đề đấy. Tiếp đến ấy, không chỉ riêng cái thân nó lên thì bạn sẽ lên cả cái né, cả cái hộ công và hội thủ, chứ không riêng gì chính xác này. Tuyệt vời không ạ? Thì bạn cân nhắc cái này. Còn tiếp đến ý, nếu như bạn vẫn muốn giữ cái này. Đấy là cái phương án 1 nhé. Còn phương án 2 ý, bạn vẫn muốn giữ cái này. Thì bạn bắt buộc bạn phải gỡ bớt giảm kháng ra. Bạn phải lựa chọn giữa cái việc là một ấy là đối phương tập trung vào kháng độc ấy, thì bạn gần như là có cả ba đam này. Hay nói một cách khác ấy, là những ai đó mà giảm kháng ấy, kháng phụ ấy không quá một viên thì chắc chắn bạn sẽ có đam. Đấy. Và cái kháng kia ấy, tức là cái việc mà bạn giảm kháng được đối phương ấy, tức là được thì được mà không được thì thôi. Đấy, cái nhánh mà bạn vẫn giữ nguyên bốn thuộc tính ấy, thì nó có một cái nhánh đấy. Tiếp theo nó có cái nhánh nhỏ trong cái việc bạn vẫn giữ bốn thuộc tính ấy, là như này này. Là bạn sẽ rút lại bằng cái cách là bạn bỏ nốt viên này ra, coi như là cái kháng độc này này, giảm kháng độc này này, mà không, chúng ta vẫn được một slot. Tức là gì? Cái thuộc tính độc của phụ của bạn ấy được thì được mà không được thì thôi. Thằng nào không kháng độc ấy, thì là có đam của thêm một tính độc, không thì thôi, chúng ta vẫn dư ra một slot. Thì chỗ này nó vẫn biến lên thành 63K. Đấy. Còn nếu mà thêm một cách nữa mà để cho chắc ăn ấy, thì bạn có thể bỏ bớt nốt một cái viên giảm kháng băng này ra này. Tức là lúc đấy chúng ta sẽ là 2, 2 và 1. Đấy. Và cái lúc đó thì lại quay về cái bài toán, đó là thằng nào mà không kháng giàn ấy thì chúng ta có nguyên huyền thôi, còn thằng nào mà kháng giàn à không, thằng nào không kháng giàn ấy thì là chúng ta có cả bốn thuộc tính đấy. Đấy là cái cách xoay của bộ đồ này, thì bạn chọn nhé. Một là chuyển sang cái này, cái vấn đề nó giải quyết ngay lập tức và chính xác đẩy lên trong khi chúng ta không thay đổi gì nhiều vậy. Hai ấy, là dẫn giữ nguyên bốn thuộc tính, thì trong cái bốn thuộc tính nó sẽ có hai cái nhánh đó. Tiếp theo ấy, chúng ta quan tâm đến cái vấn đồ này. Đấy. Thì bạn ấy đang đi đó là đây, hai này. Tức là 42 hoặc 24 ấy, thì số vàng mình hay chia sẻ với các bạn ấy, 42 hoặc 24. Thì có thể là chúng ta gỡ bớt nội lực ra. Đấy, bây giờ mình quan tâm đến đối thủ này, gỡ bớt nội lực ra để chúng ta úp thân. Nhưng mà theo mình ấy, thì là nếu như mà ốp như vậy thì đúng là không nên. Tại vì ấy, các bạn để ý này này, cái phá thiên chức này, các bạn nhìn nhé, nó là ăn theo nội lực đấy, tức là công cơ bản ấy, chứ nó không phải ăn theo nội công của bạn đâu. Nếu như mà bạn chơi, đây là bạn ý chơi đại gia nhá, không phải là trung gia tiểu gia, nên chúng ta phải chọn một cái phương án lâu dài, vẫn nên giữ nội lực lại và chúng ta không nên tham quá và nhiều thuộc tính như thế này. Khi nào ấy mà cái danh hiệu của bạn nó cao cao một tí ấy, thì chúng ta lại quay lại chơi cái set bốn thuộc tính này. Còn theo như mình thấy thì cứ để nó cái tỷ lệ là 42 24 này đi, đừng có giảm. Đại gia chơi nó phải khác,
chúng ta chơi với khác, tiểu tam chơi với khác. Đó thì là những cái đó nó sẽ giải quyết vấn đề ngay lập tức. Nhưng mà thêm một điểm này nữa như thế này, là bạn muốn nó gọi là thêm một chút chính xác nữa thì chúng ta có thể cải biên cái cải tiến cái liên này. Chúng ta sẽ cố gắng thêm một dòng chính xác thì chúng ta sẽ có đây một k, hoặc là chúng ta thêm một cái dòng thân pháp đấy thì chúng ta cũng có thêm một ít chính xác nữa. Đó, đấy là cái phương án của mình đưa ra cho các bạn ý. Còn ấy, tiếp theo ấy mà bạn ý muốn mặc kèm trùng này, bây giờ là vấn đề trùng này, trùng nhá. À, đó. Cái trùng này thì đơn giản thôi, đây mình sẽ thay vào. Khi bạn đi trùng ấy thì nó lại là một cái phương án khác, nó là như này. Đi trùng thì bạn nên đi một thuộc tính thôi chứ bạn không nên đi nhiều thuộc tính. Cái lúc này chúng ta chỉ tập trung vào nguyên cái thuộc tính huyền là chính, có thể là băng tại vì bạn chơi hai mà. Cái lúc này ấy thì nó rất dễ thôi, cái chỉ số của bạn ấy nó sẽ có đầy đủ. Ở đây không biết là các bạn có cái nhẫn huyền nào không. À, đây đây, cái này là ví dụ rồi các bạn. Đây. Đấy. Các bạn xem. Huyền công này. Nội công chính xác, nội lực, thể lực chính xác. Khi mà bạn mặc trùng này này, trùng to ấy thì cá nhân mình khuyên là bạn nên đi một thuộc tính để nó tối ưu cho bạn cái nội chính, nội thể thân này. Cái lúc này không cần phải ốp đâu, bạn vẫn ốp như thế này. Cái chỗ này bạn sẽ dư một slot này, chỗ này bạn sẽ dư một slot này, hai viên giảm kháng hỏa bỏ đi mà lúc đấy còn chơi một thuộc tính chỉ cần ốp giảm kháng huyền thôi đúng không. Dư một slot này, dư hai slot này, ba slot này, bốn slot này, năm slot này và năm năm slot đó ý, giả sử như bạn đóng full chính xác ấy thì là bao nhiêu ạ? 56 là 30, 30k chính xác. Chỗ này của bạn nó lên nhiều, nhiều vãi, gần 90k chính xác ạ. Thế nhưng mà thôi, chúng ta để khoảng 75k thôi. 75k hoặc là 70, 72 gì đó. Ờ, đâu ok nha, Minh Khang anh nhìn thấy rồi. Đây, bạn Khang là Minh Khang là bạn đã trong lên trang stream đấy. Thì cái lúc này, cái chỉ số của bạn nó sẽ rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn, từ trên xuống dưới nội công của bạn sẽ đâu đấy tiệm cận ở cái mức là gần 90k. À, nội thủ nó cũng lên đấy, né như các thứ để lên hết rồi là vân vân, tất cả mọi thứ đều lên hết. Vì sao mình nói các bạn ấy, là khi bạn đeo trùng thì bạn nên chơi một thuộc tính, nó là như này này, có hai cái gọi là trường phái suy luận. Cái trường phái thứ nhất ấy là ở đeo trùng nó đã không có thuộc tính rồi đấy, thì chúng ta mặc thêm hai cái bốn thuộc tính này để cho nó nhiều thuộc tính đam nó lên chút đúng không. Đấy, liên bốn thuộc tính cho lên chút đấy, suy nghĩ cái về về thứ nhất là hướng suy nghĩ là như thế. Thế nhưng ấy, cái suy nghĩ thứ hai mà mình muốn hướng các bạn đến để các bạn cân nhắc nó như thế này, khi bạn đeo trùng rồi thì trùng nó không có thuộc tính, ngay bản thân cái huyền của bạn nó cũng mất rồi. Thế cho nên là nếu như mà bạn đeo hai cái này, đồng ý là chỗ này các bạn sẽ còn 500 này, đấy, 500 này. Cái này nữa là còn 340 tại vì liên này nó không có, đúng không? Thì khi mà nó đã giảm xuống một nửa rồi ấy, nếu bạn mặc full tất cả bốn món ấy, thì nó sẽ lên 1k. Đây này. Đây nhá, lên 1k này. 850 đây. Đấy, các bạn nó sẽ lên 1k. Thì bây giờ ấy, nó sẽ đặt lên một cái bàn cân và mình muốn các bạn tự cân. Cân là như nào? Khi mà các bạn vẫn phải giữ giảm kháng phụ để các bạn có đam thuộc tính phụ. Ở trường hợp này chúng ta hy sinh tận 3 slot tại vì 93 là 27. 93 là 27 đúng không? Chúng ta hy sinh hẳn 3 slot để chúng ta đổi lấy cái đam của 1k băng công. Trong khi chúng ta đeo trùng vào ấy, chúng ta vẫn phải hy sinh đến tận 3 slot
để chúng ta đổi lấy có bao nhiêu thôi ạ? À? 682 điểm băng công thôi. Thì và các bạn tự cân nhé. Không chỉ như vậy, các bạn lại phải đổi nốt chỗ này một slot, đúng không? Chỗ này hai slot nữa. Thì các bạn xem nhé, chỗ này thì vị trí chúng ta là đây là 3 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 5 slot giảm kháng phụ để đổi lấy gần như là một nửa khi chúng ta đeo trùng. Thì các bạn tự cân nhắc. Và mình nhấn mạnh với các bạn một điều như thế này này, nó là mộ dung ấy. Khi đánh lôi đài thì nó phụ thuộc vào cái hệ thống skill của bạn là chính, chứ nó không phụ thuộc nhiều vào cái đam F1 của bạn đâu. Đấy là cái chia sẻ thật của mình. À, mình chơi mộ dung quá lâu rồi, các bạn cũng thấy là trước mình chơi cái làm tuyết vũ ấy, các bạn thấy mình PK lôi đài, các bạn biết rồi đấy. Mộ dung đánh lôi đài ấy, cái F1 không phải là yếu tố quyết định. Cho dù F1 của bạn nhỏ hơn, nhưng mà cái hệ thống skill của bạn ấy, cái đam nhiều skill ấy, nó là chính, sát thương trực tiếp mà. Đấy, thì là bạn cân nhắc. Và theo mình ấy, thì nên là trùng hãy đi với bộ một thuộc tính ấy. Còn bộ bốn thuộc tính này này, thì chúng ta nếu như mà có cái giải đấu của GM nào đó sắp tới trong tương lai, ví dụ Long tranh hổ đấu, Tam Long tranh bá này kia, thì chúng ta nên không được dùng trùng mà, thì lúc đấy chúng ta dùng cái xét bốn thuộc tính là ok. Vì sao những cái giải đấu mà các bạn nên chơi bốn thuộc tính? Khi mà các bạn đi bốn thuộc tính ấy, ở trong các giải đấu thì thường ví dụ như Ngami chẳng hạn, nó sẽ phải kháng đến tận 20 viên và gần như nó kháng triệt để. Thế cho nên là các bạn chơi bốn thuộc tính ở trong những giải đấu lại là ý tưởng hết sức ok. Đấy, giải đấu là phải chơi bốn thuộc tính, đặc biệt trong những giải đấu team 33, 44 hoặc là 55 ấy. Đấy. Ok, đó thì các bạn theo như mình ấy là nên đổi thêm một bộ thuộc tính. Còn mỗi người một sự lựa chọn để mình cho là các bạn tự cân. Các bạn tự cân nhắc. Còn thêm một điểm nữa như này, tí nữa thì mình sẽ xem danh hiệu sau nhé. Bây giờ mình tập trung là giải quyết cho các bạn, bạn ý cái vấn đề bạn ý thắc mắc đã. Ok. Đây. Còn một vấn đề nữa mà anh nghĩ là em nên cải tiến trong tương lai thì như thế này. Em nên thêm làm thêm hai cái ám khí nữa, mặc dù là cái tê liệt nó vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà em nên làm thêm một cái tản công và một cái mù nữa, nó sẽ dùng được trong những trường hợp cụ thể. Cái tê liệt này thì không phải nào giải được đâu nên em hoàn toàn yên tâm, nhưng tuy nhiên nó chỉ có 4 giây thôi. Nhưng mà anh lấy ví dụ như thế này, giả sử em đang bật phá thiên thức và em kết hợp với lại cái rượu thương dược tâm này nữa, đây này là cái định thân, mà trong trường hợp ấy, giả sử như thằng tiêu dao kia ấy, em đánh nhau với thằng tiêu dao ấy mà nó đang xóa nộ 60 em rồi, tức là nó không có nộ ấy, thì em dùng hoàn toàn dùng cái ám khí tản công được. Nó hơn 2 giây thôi, nhưng mà 2 giây đó nó quá sức tuyệt vời. 2 giây cũng đủ để em build cái tán lực phản thi lên x3 hoặc x4. 2 giây cũng giúp tham doanh của em hồi chỉ còn có 43 giây thôi. Và 2 giây cũng giúp cho cái hoàn rất nhiều những cái skill của em nó quay vòng. Mặc dù là cái chính của chúng ta là cái tê liệt, nhưng mà em chơi phân khúc đại gia, cho nên em cứ làm thêm một cái tản công và một cái mù cho anh nha. Đấy, đấy là xong cái phần đó. Tiếp theo nữa ấy, là có một điểm mà anh phải chia sẻ với em như thế này này, đó là cái khuyên này. Thì đúng là cái khuyên nó mới có xác suất ra bốn thuộc tính nhiều và nó có giảm tốc. Thế nhưng cái phạm vi di chuyển của nó ấy rất là ngắn. Anh lấy ví dụ, em cầm cây thương này này, em đứng ở đây, em sẽ sập được thằng ở đây, hoặc cho nó chạy ra ở đây em vẫn sập được. Nhưng mà cái khuyên này, nó đứng ở đây em không giờ sập được, mà em phải bước đến đây. Cái này em cứ thử là xem. Đây là một cái yếu điểm rất lớn nếu đối với các bạn nào đi bốn thuộc tính.
Tại vì chỉ cái khuyên này nó mới có giảm tốc và có xác suất ra bốn thuộc tính lớn thôi. Cái khuyên của Thiên Long cũng có xác suất ra bốn thuộc tính, cái quạt cũng có xác suất ra bốn thuộc tính. Đấy, nhưng mà nó lại không có giảm tốc. Đấy. Còn cái những cái này ấy, thì các bạn luyện có muôn đời không ra được bốn thuộc tính đâu. Không tin thì các bạn cứ đập thử mà xem. Đấy. Nha. Cái này là một lựa chọn hết sức tuyệt vời. Để suy ra thêm một điểm nữa mà quay chúng ta vòng lại lúc nãy một chút ấy. Thì nếu như em lựa chọn cái này là cái ưu tiên đấy, thì lúc này cái thuộc tính phụ của em đã còn giảm sâu nữa này đấy. Và nếu chúng ta đặt lên cái bàn cân ấy, đặt lên cái bàn cân này, chúng ta cân hai cái này lên này, thì một bên ấy bạn, các bạn để ý nhé, chúng ta sẽ bị khuyết mất một dòng ngoại công hoặc một dòng cường lực. Bên này cũng là một dòng ngoại công hoặc cường lực. Nhưng mà ấy, bên này thì thiệt mất nội công này, đúng không? Chính xác nguyên si này, bên này có hội công. Nhưng mà thân pháp nó 60 điểm ấy kìa. Tất cả thuộc tính 24 ấy kìa, cộng với 90 ấy kìa. Đấy, nó là 118. Còn bên này chỉ có 94 thôi. Thân pháp chỗ này là 84, bên này không. Hội công bên này 10 điểm, cộng thêm thân pháp kia nữa. Nó lên khá khá đấy. Mình thử thay cho các bạn xem nhé. Này, thay thử này. À, cái này nó cũng như nhau, chẳng khác gì cả. Cái này có chính xác, cái này cũng chính xác thôi. Đấy, thay này, bạn nhìn này. Hóa. Này, thay này. Đó. Thay này. Chúng ta nhìn thấy cái sự thay đổi ngay. Đây cũng là một lựa chọn nên cân nhắc. Nếu như em chơi trùng ấy, chơi trùng này này, thì em cũng nên chơi cái tích già này. Nhưng tuy nhiên ấy, có một cái phương án khác cho em mà anh cũng thấy ở đây là em làm rồi, đó là em cầm cái quy khư này, tuy là nó hơi xấu nhưng mà chúng ta sẽ được nhiều hơn vì có nó nội công nó chính xác đấy. Nếu mà luyện đẹp đẹp nữa đôi khi nó có cả nội lực đấy. Và em cũng nên chuyển cái này nó thành cái đam, nó ôm ngọc giống cái này này. Còn chúng ta làm thêm một cái nữa có giảm đá huyền để chúng ta chuyển cái bộ ngọc này sang. Còn nếu mà em làm thêm gì đó mà nó có nội lực nữa thì càng ngon. À, còn như bộ này của em thì em xoay lại một chút thì hiện tại ở đây nó chưa có cái nào là giảm đá huyền cả. Đấy, có mỗi lượng ở này thôi, nhưng tạm thời cứ để này đi. Cái này nó cầm hơi xấu nhưng mà nó chọc giống cái cái thương này, cái này này, nó chọc giống cái thương nhà sao vậy? Nó cũng cầm nó sọc như cái thương mấy cái bọc này. Nhưng nó không đánh như khuyên đâu. Rồi. Còn thêm một điểm nữa như này mà mình chia sẻ thêm, đó là cái bá vương lệnh. Cái bá vương lệnh này thì trong tương lai ấy, nếu như có em có hai lựa chọn. Cái lựa chọn thứ nhất nếu em mặc trùng và em chơi bốn thuộc tính ấy. À quên. Mà em mặc trùng mà em chơi một thuộc tính ấy, thì em có thể lựa chọn cái ba dòng máu lên giới hạn, máu lên giới hạn như kia thành phần trăm nội công cơ bản, thì cái lúc đó thì em lại không ốp thân ở đây nữa, không ốp thân ở đây mà em đóng hết sang nội lực cho anh, full nội lực. Cái phần trăm ở ám khí này vẫn là phần trăm máu nha, đừng có đổi sang phần trăm nội công, tại vì phần trăm ở ám khí này nó là phần trăm của công cộng không phải công cơ bản. Còn cái này này thì nó lại là phần trăm của công cơ bản, đã có video là anh chia sẻ rồi và test thử cho anh em xem kỹ càng rồi, nên anh em cứ thế mà áp dụng thôi, không cần phải test lại làm gì nữa. Thì cái khi đó em làm cái đó khi mà em lên danh hiệu khoảng tầm tầng 19 hoặc 20 gì đó, bây giờ đừng có làm nhá, bây giờ máu còn yếu đừng làm. Bây giờ cứ tối ưu cái máu đi. Còn cái skill dưới này ấy, thì thôi cứ đặt bẫy 5 giây đi. Và thường thường là đây skill là hiệu quả nhất rồi. Chúng ta không có skill gì lựa chọn hơn nữa. Yêu này là ổn rồi. Gì cả. Đấy, xong. Đây là tất cả những cái mà anh chia sẻ với em trong cái con ác này. Xoắn vào hình người có đầy đủ rồi. Cái này thì nó sẽ rất tốt cho em. Vì có công lực đan ấy thì bung ra mua công lực đan ăn lên đi.
Nếu có event những gì mà giả sử có event công lực đan hay là thằng nào mở hòm được công lực đan ấy, nó đắt một tí nhưng mà bởi vì mới ăn mua cái này lên cái này nó sẽ rất mạnh, làm xoẹt phát 82 81k xoắn, làm phát khoảng tầm 7 giây xoắn. Ôi dồi, ví dụ xoắn 7 giây này làm xoẹt phát 81k, xong tá lực phần thi x4 chẳng hạn ấy, cho 43 12 12 cộng với 81 là 80, làm phát 200k máu. Thằng kia ví dụ một thằng võ đang 400k máu thì em chỉ cần dùng đúng hai skill thằng võ đang đã ngấp ngoài đấy. Không tin cứ thử mà xem nhá. Xoắn phát này, ví dụ nhá, thăm doanh phát này, lăng thần tức phát này, làm phát hình người này, cái lúc đó tá lực phần thi nó sẽ ít lên đâu đấy khoảng 4 nháy rồi, hên hên làm duyệt phát tá lực phần thi nữa, thằng võ đang cỡ 400k máu chỉ còn nửa máu. Đấy là còn chưa kể bật phá thiên thức sang làm một loạt combo này nữa. Một thằng Ngami cũng tương tự. Ngami bây giờ nó chỉ khoảng đâu đấy khoảng 500k máu, xem thôi. Làm dọa phát là cũng một nửa máu. Mà bật cái này lên ý, thằng Ngami nó không úp được này. Mà khi mà các bạn combo như này với cao thủ này, bật sẵn cái này đi để tránh nó nguyệt lạc. Tại vì khi nguyệt lạc mà các bạn mới dùng ấy thì nó sẽ mất đâu đó khoảng tầm 1 giây. Mà tùy thôi nhé, nhiều người thì chọn nó nguyệt lạc mới dùng. Đấy, nhưng mà nhiều người thì chọn dùng trước để nó không nguyệt lạc được thì tùy. Đó, đeo danh hiệu này. Danh hiệu mới là tầng 1 thôi anh em. Thế nên là con này sẽ tương lai nó sẽ rất là khủng, tại vì danh hiệu tầng 1 mà nó đã như này các bạn. Danh hiệu mà nó lên cỡ như ác bảo ngọc hay là ác 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 quỷ sợ ma ấy, hoặc là ác cái gì nhỉ, lượng tộp ấy. Đấy, nó lên mà cỡ như thế nha các bạn. Cái này mà 900k máu thì chắc là chỉ trong những event tới thôi. Rồi xong, tất cả đấy là những cái chia sẻ của mình về con ác này. Thì bạn chủ ác đã có những cái lựa chọn nó sao cho hợp lý. Những cái này thì mình không giải quyết giúp bạn đâu, mà bạn phải lựa chọn. Cuộc đời chúng ta có gì toàn mỹ đâu, bạn phải lựa chọn hết đấy. Nhưng mà hãy cân nhắc cái, đặc biệt là cái hai cái này mà mình nói kỹ cho bạn này, hãy cân nhắc hai cái này nhé. Ok, thì em còn câu hỏi gì không? À, xào lại một thuộc tính với trùng giúp em luôn đi anh. Xào một thuộc tính thì cái xét một thuộc tính của em ấy thì nó, anh thấy là nó cũng chưa gọi là hoàn thiện lắm. Đấy nhá, anh xem xét một thuộc tính của em này. Đây, xem một thuộc tính này. Đây có xét một thuộc tính này. Nếu mà anh ốp lại cho em thì cũng được thôi, nhưng mà đây đang thiếu một món đúng không? Đây này, cái món này thì tạm thời cất vào đi. Cái này nó thiếu chính xác rồi em ạ. Chúng ta chơi ở Vân Khúc Đại Gia nên là chúng ta bây giờ mà em mặc tạm xét này thì nó hơi phí em ạ. Đây, cái này cũng là huyền đúng không? Đó. Đây, đây và đây. Ok, đây cái xác này của em ấy thì nói thật là nếu như em thay vào ấy, thì nó không có sự thay đổi nhiều đâu, tại vì cái này nó đang chúng ta đang mất một cái chính xác ở đây này, cái này chúng ta mất thân này, không nên thay em ạ. Không nên nhé. Đó, từ từ, mặc dù là anh hiểu là em chơi phân khúc đại gia thích gì thì em mua được, nhưng mà chúng ta em ý build một cái ác ấy thì chúng ta chơi để chúng ta chơi lâu dài, chúng ta không phải chơi ngày một ngày hai. Nên là cứ bình tĩnh. Đây anh ví dụ nhé, em làm một con ác này. Ví dụ như là ban ngày em đi làm. Đấy, ban ngày làm 8 tiếng về, xong vào buổi tối thì thay vì ra karaoke, thay vì ra quán bia, thay vì đi massage, tầm quất, vân vân đúng không? Đấy. Những cái gì bù phú bên ngoài thì chúng ta hạn chế lại. Cái thời gian đó ngồi nhà gọi là về sớm giúp vợ lại là nội trợ đúng không, ấy là chơi với con cái
bóng đá xong thì ngồi online game đúng không? Chúng ta tạo ra một cái để chúng ta giải trí nó lâu dài. Và gần như chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thứ khác mà cái gọi là gì, cái xã hội bên ngoài nó mê hoặc chúng ta. Mà vô hình chơi game nó có cái gọi là gì ạ? Cái tốt riêng của nó. Chứ không hẳn nếu bạn nhìn nó xấu thì nó mới xấu, nhưng mà thực ra nó rất tốt. Cơ bản là chúng ta đừng để nó gọi là lấn át cái cuộc sống bên ngoài. Ví dụ ấy, cái bạn chơi một tháng, ví dụ như là bạn bỏ ra khoảng tầm cỡ 1M để bạn chi cho vào game để được giải trí, thì chúng ta nên giữ vững cái mức đó. Không nên tại để cái vitamin hung hăng của chúng ta nó lấn át. Nó tạo ra ví dụ như là thằng kia cày cày kia quá, thấy nó cũng chơi bộ dung mà máu nó 800 rồi, mình có 640, cày quá. Cái vitamin hung hăng đấy nó sẽ gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài các bạn. Nên là chơi nhé, nhưng mà bản thân mình ấy, chơi phải có kỷ luật. Hãy cứ bình tĩnh em ạ. Chúng ta tạo ra con app để chúng ta chơi lâu dài. Vì vậy em cứ bình tĩnh thôi. Ví dụ thấy thằng nào để hai món này đi, để tạm đây kho này đi. Chế đồ ấy, mua vải bông thì ngân chế đồ đấy nó cũng là một thú vui. Chế ra hoặc là đặt thằng nào đấy có thì nó gọi đấy, hoặc là giao mua trên group, trên kênh thế giới. Lúc nào đủ hai món nữa thì chúng ta thay một lượt. Tội gì phải gấp gáp đúng không? Bây giờ hai tay hai món này vào, chúng ta sau lại mất công gỡ ra. Đôi khi nó đau đầu hơn, mỗi lần gỡ ra gỡ vào đau đầu hơn. Còn một thuộc tính ấy thì anh nói luôn cái cách mà em làm ấy thì nó đơn giản thôi, lúc đấy thì cứ là chính với lại giảm kháng thôi, 1 2 3 4 5 6, chúng ta có thể để 6 viên giảm kháng thôi. Còn lại đây là full chính xác hết. Đấy. Còn tùy nếu như mà em để nội cũng được thì chúng ta sẽ là chính xác nội. Đấy, chính xác nội, chính xác nội. Đó. Thế thôi, nó rất dễ, một thuộc tính thì dễ thôi mà. Đây này, em bóp sẵn rồi đây mà. Bản thân em là cũng biết ốp như nào đi mà, đây gì, đúng không? Hai cái chung của em ốp như này còn gì nữa. Đấy, thế thì thêm hai cái nhẫn phù nó cũng y xì như vậy, nó đẹp thì thôi. Đơn giản. À, lúc ý chỉ số của em sẽ đẹp lắm. Rồi, còn thêm một cái em bảo là cái gì đây? Giao mua làm cây, thần minh phù làm cây phục long cái bang đi anh. Anh nhấp xem hay không? À, thần khí thì nói phải thật với em như này này là anh nháy thì nó cũng hơi đen, nhưng mà thôi để anh thử cái nào. Mua thần linh phù 3 ai bán em mà, à không phải làm cái loa đấy cho nó máu đấy. À, phải chia sẻ thật với anh em như này này, mặc dù là nhiều anh em chơi ở phân khúc đại gia ấy, nhưng mà nhiều khi build một con ắc nó mình soi ấy, thì nhiều khi chê các bạn thì nó hơi gọi là các bạn sợ các bạn buồn, nhưng mà thực sự là cái việc bạn các bạn chi tiền đôi khi nó không đúng lắm và nó đang bị làm cho con ác của bạn nó yếu đi ấy. Ví dụ những cái giả sử như cái trùng này chẳng hạn nha, bạn có thể là bạn chưa có trùng, mặc dù bạn chơi phân khúc đại gia chưa có trùng đấy, nhưng mà bạn có thể bạn chi tiền cái trùng, nhưng mà đôi khi công lực đan ấy thì bạn lại không chi tiền để bạn mua đấy. Chỉ cần biết cách ôm mặc như nào hợp lý thôi, chứ đồ ra mua thì dễ. Đấy thì anh chia sẻ với em rồi mà, thì cái vấn đề nội lực anh chia sẻ với em rồi. À, thằng nào nó vừa PM đây, nó không PM thêm lần nữa này, nhiều nhiều ra loa đi. Mua thần minh phù 3 khối thằng bán này, ai bán báo ra giao lên này, thằng nào rẻ thì mua thôi các bạn, gì đâu đơn giản lắm, nháy thử cho bạn đi phát xem này. Thôi cái để tặng cái này đây nhá, cắt vào đây cho em đây. Ok, 1,3 thằng này, 1,3 thằng kia, 1,5 cái này, 75 33 cái này là 1,3, mua xỉ hay mua lẻ? Múc này đi, mua 100 cái. Đã sao lên các bạn, nhiều thằng có hỏi bao nhiêu, biết đéo bao nhiêu.
cứ tham lên chẳng nào rẻ thì mua thôi, như giả sử như bạn không biết vì bao nhiêu đúng không, bạn giao group ấy. Một phẩy hai à, đấy đại lý người ta, đại lý người ta mua 100 cái, thằng này 1,2 này, mua thằng này đi, bạn giao group chẳng hạn, thì thằng nào rẻ bạn mua thôi, tùy. Còn thằng bán thì sao, thằng bán thì lại ngược lại, đồ của bạn mà bạn thích bán bao nhiêu thì bán, tôi không mua nhưng mà có thằng khác mua, tôi có thể không mua của bạn giá 1,2 nhưng mà thằng nào đang cần đang mót chẳng hạn, nó sẵn sàng mua bạn giá 1,3 1,5 tùy. Điều là hết sức bình thường ở chợ các bạn. Thì bạn cứ giao group chẳng hạn, thì 6 thằng comment chẳng hạn, thì thằng nào ở chẳng cá nhân bán ừ, thế. Mà không thì bạn giao kênh thế giới như này chứ mình chẳng hạn, thằng nào giả cao thì bán thôi. Hoặc là gì, mình có mặc cả đâu, nó tự bên mà chứ mình có mặc cả đâu, nó rẻ thì tao mua, trời. Đấy rồi, thằng này đây, sao cũng được này, đấy rồi. Đấy, 120k đó các bạn. Ok, quất đó. À, chuyện bình thường ở chợ huệ có gì đâu, ok nhé. À, thì đéo PM nữa, chắc nó chạy nhiều quá là kiếm mẹ. À, bây giờ anh nháy nhé. À, này, chỗ này là 55 là cái đủ này. Có cái ba đúng không? Anh thì mọi khi anh đỏ lắm, nhưng hôm nay không biết như nào. Minh Khang này cũng giống giống anh, là nhiều khả năng là cũng đang giảm tốc huyền công. Lên tôi đâu ạ, chờ mãi đến khúc cao trào, anh em cứ bình tĩnh, đâu sẽ có đó. Đây có một phát thôi cho nên là cũng không hy vọng nhiều. Cái của cái bang đúng không, em bảo là cái bang là ok, cái bang này sọc cũng xa đấy. Đây nè, thần luyện hồn đây à, đấy đây hỏa công này. Chưa gì đã thêm hỏa công đây, bốn mươi, 41, 42 này, 46, 47, 48, 49, 50. Rồi, chúng ta sẽ mua thêm cái này nữa. Mộ Dung mạnh thật chứ, vừa đánh nhau kháng rồi nó chém F16K bật phá thân nước lên chém 30k. Mộ Dung thì cái việc thắng thua nó phụ thuộc vào hệ thống skill của nó, chứ nó không phụ thuộc nhiều vào F1. Có nhưng không nhiều. Đấy, mà nó chuẩn nó như thế. Đây, cái này thì cứ duyệt thôi các bạn, cái này chắc chắn là suy nhược. Được rồi, bây giờ nhá, cho vào đây có thần khí này, phải chờ tí. Giờ đẹp chưa? Có 60 này. Huyền công giờ mà anh em. Nó nháy nhá. Bót hề nữa. Có nào PM không? Có không thể nào PM rồi. Alo, alo cái đéo gì. Sai mỗi tí em ạ, sai mỗi độc công. Giảm tốc đấy nhưng mà nó là độc công, không phải huyền công. Rất là tiếc, anh đã cố gắng hết sức. Ở nhà thằng này thì em vào em tối ưu đi, và trong tương lai gần thì lúc nào mà em lên một cái đẳng cấp mới ấy, chỉ số nó lên một khúc mới ấy,
thì có thể là sẽ cho anh em chiêm ngưỡng lại một lần nữa con ác này nhá. Ok à, rồi rất là tiếc độc công.